Thầy đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyến cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiền. Amen. Đi về nhà Chúa, tin con gieo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tin con gieo hoan lạc Chúa ơi. Nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô, đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô, đi về nhà Chúa. Kính chào sơ, kính chào quý ông bà, anh chị em. Lời nói đầu tiên, cộng đoàn công giáo chúng ta hân hoan chào đón cha Phaolô Nguyễn Văn Xuân thuộc giáo phận Mỹ Tho. Cha đang làm chánh xứ của giáo xứ Bo Bo và hai giáo điểm Tân Long và Thủ Thừa ở bên Việt Nam thuộc giáo phận Mỹ Tho. Chúng ta chào cha một tràng pháo tay. Cha qua bên này thăm cộng đoàn chúng ta và cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta. Và nếu được sau thánh lễ chúng ta có thể tới chào cha một cái và hỏi thăm cha về mục vụ của ngài. Hai giáo điểm, chỉ có một giáo điểm là Tân Long thì khoảng 200 người, còn một giáo điểm Thủ Thừa thì khoảng 100 người, cách nhau từ giáo xứ Bo Bo tới giáo xứ Tân Long thì khoảng 8 cây số. Và từ giáo xứ Bo Bo tới giáo xứ Thủ Thừa khoảng 25 cây số là những vùng rất là xa xôi ở phía bên Campuchia hay Campuchia gì đó. Và trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Giuse chịu toàn quyền dỗ 16 năm và linh hồn Giuse Mara, Nguyễn Trung Trác và Lưu Văn Hiển mới bỏ vào nhà tro cốt của chúng ta nơi đây. Và thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính thánh Andre Kintangon và Phaolô Chung Ha Sang và các bạn tử đạo. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện sự ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chúa mời gọi chúng ta cùng cộng tác vào chương trình cứu độ của ngài, và bất cứ mọi thành phần nào trong giáo hội ngài cũng mời gọi, như vừa trong
bài phúc âm. Các phụ nữ cũng cộng tác với Ngài trong nhóm 12 đi giao giảng tin mừng. Các vị trí cũng khác nhau, tâm tình của chúng ta cũng vậy. Chúng ta làm ơn làm việc tông đồ với những tầng lớp khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa hãy chúc lành cho công việc tông đồ của chúng ta và những thành phần trong giáo hội. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng tạo thành và cứu độ muôn dân, Chúa đã mời gọi dân tộc Triều Tiên đón nhận đức tin Công giáo để gia nhập cộng đoàn dân Chúa chọn. Chúa lại ban cho cộng đoàn này tăng trưởng nhờ lời tuyên xưng đức tin của các bậc anh hùng là hai thánh Andrew Kim, Phaolô Chung cùng các bạn tử đạo. Xin nhận lời cầu nguyện của các ngài mà ban cho chúng con biết noi gương các ngài để lại là trung thành tuân giữ giới răn Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng. Vì chưng nếu kẻ chết không sống lại thì chúng tôi bị coi là những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa. Vì lẽ chúng tôi đã làm chứng nghịch với Thiên Chúa rằng Chúa đã phục sinh Đức Kitô, khi mà Chúa đã không làm cho người sống lại. Bởi chưng nếu những kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất. Nhưng kỳ thực, Đức Kitô đã sống lại. Người là đầu mùa, những người đã ăn giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đáp. Lạy Chúa, khi thức giấc con no quá nhìn chân dung Chúa. Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu,
lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi chân thành. Lạy Chúa, khi thức giấc con lo thoáng nhìn chân dung Chúa. Con kêu van Ngài bởi Ngài nhậm lời con. Lạy Chúa, xin ghé tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Con tỏ ra đức từ bi lạ lùng của Chúa, là đấng giải thoát khỏi bọn đối phương. Nhưng ai tìm nương tựa tay hữu của Ngài? Lạy Chúa, khi thức giấc con lo thoáng nhìn chân dung Chúa. Xin che chở con trong bóng tay cánh tay Ngài. Phần con nhờ công trinh sẽ được thấy thiên nhan. Khi thức giấc con no thỏa nhìn chân dung Chúa. Lạy Chúa, khi thức giấc con no thỏa nhìn chân dung Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa dân báo, và xin dòng tay ban luật pháp của Chúa cho con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thế Chúa Giêsu rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với Người, cùng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là bà Maria, cũng gọi là bà Madalena, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, bà Joanna, vợ của Chusa, biên quản lý của Herode, bà Susanna và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha, kính thưa sơ, kính thưa quý bà và anh chị em. Thánh Phaolô ngài nói, nếu mà Đức Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta sẽ vô nghĩa. Cho nên bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, cái nguồn căn bản đầu tiên mà đức tin chúng ta được phát sinh, được nhận lãnh là sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nếu ngài sống lại sẽ không có giáo hội Công giáo của chúng ta, và không có các thừa tác viên của giáo hội, và cũng không có thánh lễ, không có bất cứ một cái gì về đạo Công giáo của chúng ta. Ngài sống lại, cho nên chúng ta có giáo hội của chúng ta ngày hôm nay, và đó là bắt nguồn từ nhóm 12. Và hôm nay chúng ta thấy có cả các bà đi theo Chúa Giêsu nữa. Các thành phần của giáo hội không phải ngay từ đầu tiên mà chỉ có đàn ông không. Những bà này là những người được theo Chúa, nghe Chúa giảng và được chữa lành và được trừ quỷ ám. Cho nên họ cảm nghiệm được thấy Chúa Giêsu quả là đấng Messiah đến trong thế gian, và họ đi, họ giúp người, và họ bán cả tài sản và giúp người. Các giáo hội người Do Thái ngày xưa chúng ta thấy phụ nữ họ coi rất là bình thường, đôi khi đứng hạng 5, hạng 6, tệ hơn cả những con thú cưng, con thú vật trong gia đình của họ. Cho nên phụ nữ không có tiếng nói. Mà hôm nay Chúa Giêsu là dùng các bà đi cộng tác với Chúa Giêsu trong việc giao giảng tin mừng. Đó là một cái mầu nhiệm mà Ngài muốn kêu gọi tất cả mọi thành phần giáo hội cùng cộng tác với người trong việc giao giảng tin mừng. Và điều đó chúng ta thấy ngày hôm nay, bao nhiêu phụ nữ chúng ta thấy, các sơ, những người cộng tác, bao nhiêu phụ nữ đều cộng tác để làm cho giáo hội được phát triển. Và họ đã làm công việc rất đắc lực chỉ vì đức tin Chúa Giêsu sống lại.
và họ làm chứng điều đó. Đó là tin mừng, đó là tin mừng phục sinh. Và chúng ta thấy hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Andre Thác Thê Gôn và Thánh Paulo Chung Ha Sang cùng các bạn tử đạo của người Hàn Quốc. Mà chúng ta thử suy nghĩ coi, giáo hội Hàn Quốc được sánh ví như một cái mầu nhiệm rất ngoạn mục. Như Chúa Giêsu nói, phát triển như hạt giống, hạt cải rất nhỏ nhoi, mà khi phát triển nó rất vững mạnh. Chỉ có một người giáo dân mà khi mà qua bên Bắc Kinh và cảm nhận được đạo Kitô, ông theo đạo và ông là Lin Xuân Hông. Ông học giáo lý, ông rửa tội. Ông cảm thấy cái niềm vui mà Thiên Chúa ban tặng cho ông được đức tin đó. Ông không giữ cho ông trở về Hàn Quốc, loan báo tin mừng đó cho những người Hàn Quốc. Chỉ có một người khoảng cuối thế kỷ 1784 mà ông đã trở về Hàn Quốc. Ông đã làm nên một giáo hội công giáo. Về sau này, những cuộc Bắc Hải đó nó chuyển ở 100 năm. Và khi mà những người theo đạo công giáo và những người mà trí giả, trí thức, họ thấy cái giáo lý của công giáo, họ mới bỡ ngỡ làm sao để phát triển bây giờ. Họ mới ngồi lại, họ nghiên cứu bằng cách, họ nghiên cứu, họ dạy giáo lý cho những người dân tộc. Và từ đó, cái con số ngày càng phát triển và những điều đó nên cái cuộc Bắc Hải 100 năm, hai cuộc Bắc Hải, rồi bao nhiêu các vị tử đạo, và trong số đó là có Andrew Kim Thắc Gon và Paulo Chung Hang Sang cùng các bạn tử đạo, 103 vị, trong đó có 47 vị là nữ, 45 vị là nam, mà 92 vị là các thành phần giáo dân. 9 vị là các thừa sai, một linh mục người Hàn Quốc. Chúng ta thấy giáo hội công giáo không những là các vị nam tự đạo, mà hầu như giáo dân tự đạo, hầu như là các phụ nữ tự đạo. Họ là những hạt giống đức tin mà họ đã bắt đầu từ ngay bài đọc phúc âm ngày hôm nay. Chúa đã mời gọi họ cộng tác vào chương trình cứu độ đó. Và cái sự phát triển rất ngoạn mục, chỉ một hạt giống nhỏ, một người mà đã bây giờ hàng triệu triệu người tín hữu bên Hàn Quốc. Mà cách đây hơn 10 năm, một vị tổng giám mục tôi quên tên, Ngài nói với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, cho con 10 năm thôi để con kiếm thêm 10 triệu người giáo dân trong thủ đô Seoul. Chúng ta thấy cái tinh thần phát triển phúc âm và tinh thần đức tin của họ, họ rất mãnh liệt như hạt cải ở giữa sa mạc như vậy mà phát triển một giáo hội mạnh mẽ như vậy chúng ta thấy ngày hôm nay. Bởi vậy tất cả thành phần giáo dân là những cộng tay cộng tác để phát triển giáo hội, không những là các linh mục, các giám mục, mà các sơ, các vị, các bà, các cô là những người cộng tác để phát triển giáo hội. Vậy cho hôm nay, thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho tất cả mọi thành phần dân Chúa luôn luôn ý thức được Chúa kêu gọi đem hạt giống đức tin bằng chính đời sống của mình trong hàng ngày mà giao giảng tin mừng cái sự phục sinh của Chúa. Nếu Chúa không phục sinh, đức tin chúng ta sẽ ra vô nghĩa. Nếu tin mừng mà chúng ta giao giảng mà chúng ta không sống, cái niềm tin đó cũng vô nghĩa. Chúng ta phải sống, chúng ta phát triển như Chúa Giêsu đã lập nhóm 12 và các bà theo Chúa năm xưa. Hôm nay chúng ta cũng theo Chúa, Ngài cũng gọi các bà, các chị, các em và tất cả chúng ta cùng cộng tác trên đường thiết lập giáo hội ngày càng phát triển. Nơi dương thế này, đặc biệt xã hội này, rất nhiều như khê, rất nhiều khó khăn,
mà sự hy sinh của chúng ta rất nhiều. Xin Chúa hãy chúc lành cho mọi người chúng ta trong việc đó. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Sự này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Andrew Kim và Phaolô Chung và các bạn tử đạo, xin biến đổi chúng con thành của lễ được Chúa chấp nhận, để chúng con có khả năng góp phần vào công trình cứu độ thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi, và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho các ngài được cháy lửa đức tin, thôi thúc các ngài bền đổ đến cùng và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy
sẽ bị nộp vì các con. Của một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, chào cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến các hội thánh Chúa, đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Timothy, giám mục phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài trong tuần và hôm nay, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con, và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thiết lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lần chưa kêu thê và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, cho đó nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa.
Xin đã thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dám gieo tin vui cho muôn người. Ngày đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con muôn sương sâu. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc ban ngã xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ.
nhân nước trời. Thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Ngày mai là chương trình thánh tiết hôn nhân, họ đi xa tám mấy chín chục người và đi họp đi ba chiếc xe bus và hạ một chiếc xe van xuống Albany. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho họ đi bình an. Và cuối tuần này cộng đoàn chúng ta bán đồ ăn khá nhiều, chúng ta cũng muốn ủng hộ để gây quỹ cho cộng đoàn. Xin chào đón cha đến với cộng đoàn và dâng lễ cầu nguyện. Cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con, chúc cha cho những ngày ở bên này thật bình yên và tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc đời linh mục của mình. Và sau thánh lễ, nếu quý vị muốn thăm hỏi cha, chúng ta đến thăm hỏi cha một chút. Vào cuối tuần này hơi bận, là Chủ nhật, lễ xong rồi rửa tội xong rồi dạy giáo lý xong rồi đám cưới xong rồi coi như là chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe mỗi người chúng ta và để chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Lạy Chúa, trong lễ mừng các thánh tử đạo hôm nay, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để ban sức mạnh cho chúng con. Xin khuyến giúp chúng con ngày càng kết hợp mật thiết hơn với con một Chúa. Nhờ đó trong hội thánh, chúng con sẽ cộng tác tích cực hơn vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha, cảm ơn sơ, cảm ơn quý ông bà, anh chị em, chúc quý vị một đêm bình an. Cảm ơn cha. Giờ này đoàn con dâng.